ai vậy? Hả? Anh tính hái bưởi hả? Tôi là điệp viên Galaxy. Tôi tưởng anh vô hái bưởi chứ. Tại sao lại bắn tôi? Thà anh hái mang về anh ăn đi, bắn chi uổng lắm. Đừng có bắn, hái đi. Cho hái luôn á, anh nghĩ. Tôi chỉ thích ăn dưa leo thôi, bưởi của bà tôi không thèm đâu. Nhớ đừng nói ai là tôi thích ăn dưa leo nghe không? Mày thích ăn dưa leo phải không? 500 trái dưa leo đâu ra đây hết cho tao coi. Làm gì nhiều vậy? Mày cứ ăn dưa leo cho đã, bưởi để lại cho tao ha. Mày cãi tao bắn liền. Ê mày móc cái gì ra vậy hả mày? Anh lấy cái điện thoại này đi chứ đừng ăn bưởi tội người ta. Này là điện thoại gì? Samsung Galaxy Note 7 em mới mua FPT Shop. Cái này có gì hay ăn bưởi mà đòi trao đổi với tao? Nó quét võng mạc được nè, viết chữ dưới nước được nè, chống bụi nữa, ok quá rồi còn gì. Mang trái bưởi về đi mày. Tôi chưa ăn dưa leo mà sao vậy được?